Vâng, xin kính chào các bác đã quay trở lại với kênh Thủy sản 365 nhé. Trong video hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác cái giống cá trạch bùn. Đây cũng là một trong những đối tượng cá được rất là nhiều bác quan tâm trong thời gian vừa qua. Đấy. Thì trên màn hình các bác đang xem đây là chúng em đang chuẩn bị giống để xuất đi cho khách hàng. Đấy, quay tổng quan cho các bác xem nhé. Cái món này là vừa kéo ở dưới ao lên, đấy, nên đang còn sục oxy. Đấy. Cái size này sẽ rơi vào khoảng 2,5kg cho một vạn con đấy nhá. Thì mẫu nó rơi vào khoảng độ tầm dao động tầm 3 đến 4.000 con trên 1kg đấy. Bác nào quan tâm về con giống này thì có thể liên hệ cho bên em theo số hotline đang chạy dưới màn hình nhá. Bên em sẽ cung cấp cho các bác. Đây là một trong những đối tượng có thời gian nuôi cũng ngắn, tầm 3 đến 4 tháng là chúng ta có thể thu hoạch được. Và cái size cá tôi lúc thu hoạch nó rơi vào khoảng độ 3 đến 40 con trên 1kg. Đấy. Và giá thành cũng tương đối là cao. Con này thì chúng ta nuôi trong các cái hệ thống ao đất rất là hợp lý nhá. Các bác nào mà có diện tích ao bé thì có thể nuôi thêm cái đối tượng này, còn những ao lớn thì đòi hỏi chi phí đầu tư khá là cao. Mật độ nuôi con này trong ao có thể lên đến khoảng 200 con trên 1 mét vuông nhé. Tương ứng với là nếu mà tính vào sào Bắc Bộ thì một sào chúng ta có thể nuôi từ 2 đến 3 vạn con. Đấy, các bác có thể đây nhìn một cái ao, đây là bọn em vừa thu hoạch lên này. Đấy. Nếu các bác mà đặt cái size cá to hơn thì phải đặt hàng từ trước nhé. Thì bọn em sẽ để lại cái mẫu cá to để xuất cho các bác. Cá to thì đồng nghĩa với việc là giá thành nó sẽ cao hơn. Đây, giống rất là đẹp luôn mà các bác. Đây, quay sát vào cho các bác xem này. Đấy. Thì bác nào quan tâm về con giống này thì gọi về hotline cho em nhé, theo số điện thoại bên dưới màn hình. Chúng em sẽ để lại cho các bác. Đấy, phải đếm từng con thế này này, xong cân mẫu lên mới xuất được cho các bác. Đếm mẫu như thế này có nghĩa là đếm một khoảng độ 500g là bao nhiêu con, sau đó chúng ta sẽ nhân lên để biết là 1kg là ra bao nhiêu con. Và các bác đặt bao nhiêu vạn thì bọn em sẽ xuất theo cái nhu cầu các bác. Video của em đến đây là hết. Bác nào mà đang xem tới đây cần nhu cầu đặt hàng thì có thể gọi về số hotline nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.